Truyền thông phòng khám cha tử thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2024. Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tử thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong những năm qua, dưới sự dìu dắt tận tâm của cố linh mục nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường, các thầy thuốc trẻ đã không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức chuyên môn. Họ không chỉ là những người thầy thuốc giỏi, mà còn là những tấm gương sáng về lòng nhân ái. Với tinh thần ăn cây cỏ, buông bỏ cho không, các thầy thuốc đã dành trọn tâm huyết để chăm sóc cho những bệnh nhân ung thư đang khó khăn, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư. Chính vì vậy, phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã trở thành điểm tựa tinh thần cho biết bao gia đình. Trong tương lai, phòng khám sẽ tiếp tục phát triển để mở rộng quy mô để có thể giúp đỡ được nhiều bệnh nhân ung thư hơn nữa. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, trải nghiệm ngâm chân đem lại hiệu quả cho bệnh nhân ung thư. Trong hành trình hỗ trợ điều trị ung thư, việc tìm kiếm những phương pháp hỗ trợ để nâng cao chất lượng cuộc sống là vô cùng quan trọng. Phòng khám cha tử thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã mang đến một giải pháp độc đáo và hiệu quả. Với phương pháp ngâm chân, góp phần giúp cho bệnh nhân ung thư cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn trong quá trình hỗ trợ điều trị. Lợi ích của việc ngâm chân đối với bệnh nhân ung thư: một là giảm căng thẳng và lo âu. Việc ngâm chân trong nước ấm có thể giúp giảm căng thẳng và lo âu. Cảm giác này đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân ung thư đang phải đối mặt với nhiều áp lực về tâm lý. Hai là tăng cường tuần hoàn máu. Ngâm chân giúp kích thích lưu thông máu. Điều này có thể hỗ trợ vào việc cải thiện sức khỏe tổng thể và tăng cường khả năng phục hồi. Ba, giảm đau nhức và mệt mỏi. Những cơn đau nhức và mệt mỏi là những triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân ung thư. Ngâm chân có thể giúp giảm đau và làm giảm cảm giác mệt mỏi và giúp bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn. Bốn là cải thiện giấc ngủ. Một giấc ngủ tốt có vai trò rất quan trọng trong quá trình hỗ trợ điều trị và phục hồi. Ngâm chân có thể giúp thư giãn và dễ ngủ hơn, từ đó hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trải nghiệm ngâm chân tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Khi đến với phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, bệnh nhân ung thư không chỉ được trải nghiệm liệu pháp ngâm chân mà còn được hưởng sự chăm sóc tận tình và chuyên nghiệp đối với đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên. Các bước trong quy trình ngâm chân được thực hiện trong môi trường sạch sẽ, thoải mái và ấm cúng, giúp bệnh nhân cảm thấy thư giãn ngay từ những phút đầu tiên. Phòng khám cha tử thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã thiết kế liệu trình ngâm chân với nước ấm kết hợp với các thảo dược tự nhiên, giúp nâng cao hiệu quả trị liệu và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn để đáp ứng nhu cầu riêng biệt cho từng bệnh nhân, từ đó mang lại sự chăm sóc tốt nhất. Việc kết hợp liệu pháp ngâm chân tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã chứng minh là một phương pháp hỗ trợ hiệu quả cho bệnh nhân ung thư. Sự kết hợp giữa chăm sóc chuyên nghiệp và phương pháp trị liệu tự nhiên giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm bớt các triệu chứng không mong muốn trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Nếu bạn hoặc người thân đang tìm kiếm một cách để cải thiện trạng thái tinh thần và thể chất trong quá trình chống chọi với bệnh ung thư, đừng ngần ngại trải nghiệm phương pháp ngâm chân tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng. Con là Phan Văn Sướng đến từ Nam Định ạ. Sinh năm 1983. Và được 72 ngày thì đến nay với sức khỏe thì da rẻ nó hồng hào hơn nhiều rồi ạ, mà khỏe hơn ạ. Với trước là nói là mất tiếng không nói được, mới đầu vô phòng khám là còn sợ thầy không nhận ấy ạ. Khiếp vào đây sợ thầy không nhận ấy chứ ạ. Thì bữa nay là cũng cảm ơn các thầy đã giúp đỡ rất là nhiệt tình ạ. Nói chung là lương y còn hơn từ mẫu ạ.
Đấy, bệnh gì? Ca phổi và ca phế quản và phổi di căn lên não rồi ạ. Thì nó có khám ở ngoài Bắc kêu là khi ở ngoài phổi trung ương không thấy cái họ chuyển hóa chất các thứ vào mà nó họ không ăn được, mình nhìn thì mình khiếp. Vậy là có một người quen ở gần nhà là cũng họ trị trong này rồi. Vậy là con mới vào đây luôn. Quyết tâm là quyết định là vào đây luôn, là hôm 20 tháng 5 là phát hiện ra bệnh là gì căn giai đoạn cuối đấy, ung thư gọi là ca giai đoạn cuối này đó. Vậy là con mới vào đây. Thì vào đây thì thầy bảo là cơ hội sống của ông thì vẫn còn. Quan trọng là phải có giữ được đúng pháp đồ của thầy không, ông của cha và thầy không. Thì con bảo giữ được. Thì đến nay là sức khỏe là da rẻ nó hồng hào mà mọi người đều nhìn thấy là nó ấy hơn, nó có tiến triển nhiều hơn ạ. Thì bữa nay chạy xe chạy đồ, hôm bữa trước còn khỏe còn chở cả bệnh nhân đi được nữa cơ ạ. Không, nếu mà ăn uống thì là quá tuyệt vời ạ. Ăn uống con thì mọi cái là tiêu hóa rất là tốt. Còn ngâm chân này thì về cũng ngủ đại thể là ngon hơn được khoảng tiếng nữa. Bữa trước thì chỉ ngủ được có khoảng 2 tiếng, chứ được 2 tiếng. Thì bữa nay nếu mà cứ đi ngâm vậy thì về ngủ là có được khoảng 2 tiếng rưỡi. Quần Ngọc Văn ở Mỏ Cày Bến Tre, Mỏ Cày Nam Bến Tre. Ngâm chân ngày nay cũng khoảng nửa tháng, mà ngâm là thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Mà ngâm thì hình thấy cảm giác thì kiểu ăn được ngủ được, còn mấy bữa thì không ngâm thì ngủ có chừng tiếng hồ à, mà ngâm về đêm đó thì ngủ được 3 tiếng, ăn được cũng ngon vậy đó. Cái triệu chứng cái bệnh mình đó là hồi đó triệu chứng thì nó mọc cái hạch ở ngay vai, rồi mới đi nhà thương Chợ Rẫy, thì bác sĩ thì nghi là ca ác tính kiểu u ác á, rồi không có biết cái nguồn gốc là từ đâu mà nó nhảy ra đó. Sau cái bác sĩ bắt đi CT chụp cản quang đồ, rồi tìm cũng không ra, rốt cuộc là đi chụp bát CT, chụp bát CT mới tìm ra là trong cái phổi đó, cái phổi nó mới nhảy ra cái hạt này. Rồi cái thời gian đó thì vô thuốc ở trên Chợ Rẫy, rồi vô thì kiểu càng ngày nó càng lớn, rồi ăn uống không được, mệt mỏi quá, vô được 11 to, rồi càng ngày nó có sức càng yếu. Rồi nghe bắt lên mạng thì nghe cha bên đây có mở cái phòng mạch, phòng khám yêu thương á, rồi mới qua đây điều trị. Nay được bữa nay là 18 ngày thì thấy thì nó cũng giảm, kiểu đau nhất thì nó giảm. Rồi nhờ các thầy ở đây giúp đỡ tận tình này kia nọ thì bây giờ thì con người thì thấy nó khỏe. Còn cái bú thì bây giờ nó cũng sắp dập rồi, mà không biết ngày nào đây. So qua đây các thầy trị là trong 18 ngày thì so nó khỏe hơn, mà mình lên Chợ Rẫy bác sĩ vô quá chất. Vô bác cha quá chất thì mỗi một lần thì về thì khoảng 10 bữa là ăn uống không được, ăn vô lỗi, con người nó xanh xao. Mà từ hôm qua đây tới nay á, là con người thì tuy rằng nó có mất 4 kg, mà da thịt thì nó mặn mà nó đỏ hơn, còn ở bển nó mét chằn luôn. Cái này chấp nhận, bị tại đi tới chỗ này là mình tin tưởng cha, mà là đi tới đây là tin tưởng là đi tới đây giá nào cũng phải ăn uống đồ theo phác đồ của các thầy hướng dẫn. Không có dám bị bệnh này thời kỳ cuối rồi, mình không có dám sơ sót cái gì trơn, cứ thầy dặn sao làm ba rem y vậy.
Phêrô ơi, cha đã về với Chúa. Linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa. Linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Thank you.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.